À, đây là chị nhỏ đây đó, chị nhỏ đã lên xe. Chị nhỏ lên xe, em ngồi xích vô đi cho mà má ngồi. Em thấy em xích vô, Xin chào em ông xích bà vô cô cho chú má anh em chị ngồi được em. á. Trước tiên cho Thảo gửi lời chào tới tất cả mọi người, chúc cả nhà mình đầy đủ sức khỏe nha. Hôm nay gia đình của mình lại đi câu cá đầu mùa để coi có cá không nha bà con. Và mời mọi người cùng đi với gia đình của Thảo nha. Xuất phát thôi nào. Luna mới có 7 tháng mấy thôi, cho nên Luna còn rất là nhỏ nha bà con cô chú. Cho nên Luna đi một hồi là Luna mệt. Mà đi một hồi mệt rồi thì mà ma phải ẵm hoặc là bỏ vô trong cái ba lô đó là để cõng chị đi. Đó, Luna đi cũng rất là giỏi luôn. Đó, bây giờ tới giờ rồi đó. Thế là mà ma phải cõng em thôi. Mọi người thấy mà ma cõng em không? Thương chưa? Đó. Em phải đi lắm, nhưng mà khúc này thì hơi khó đi một chút cho nên phải cõng em. Cưng không? Em rất là dễ thương luôn nha. Mình đã tới chỗ đi câu cá rồi nha ông bà cô chú anh chị em. Bây giờ cho Luna ăn khoai với lại khoai lang đó mọi người. Luna rất là thích ăn khoai. Đó, cho Luna ăn khoai với lại mấy cái hộp của chị. Và câu thử cá có cá không. Ở ngoài biển là Thảo thấy nó cũng còn lạnh lắm. Thank you.
Tình hình hiện tại thì không thấy có cá nha mọi người. Cứ đứng đó và câu và thả. Có cá hay không dễ biết lắm. Chỉ cần mình bỏ xuống mà nó cắn một cái là có nha. Còn cái dòng mà đứng hoài không có cá. Thì cái chỗ này là cái vịnh ở ngoài xa đó. Cho nên rất là nhiều cá, năm nào Thảo cũng câu ở đây cả. Và cũng rất là nhiều luôn, khi mà cá vào là mình biết liền. Anh lại ngay cái hõm ở đây nè, bữa mình câu ở đây nhiều. Con ngồi đây đấy. Không live stream, mở live stream. Rên, em rên đó mama. Đó, hôm nay đi câu cá nè. Đi câu cá. Không biết có cá hay không thì không biết. Đó, ra biển rồi đó, ngồi rồi đây nè. Hello ông bà cô bác ơi, không có cá nha. Trời thì nó mới bắt đầu vào ẩm thôi, thấy ấm quá. Cho nên là tính là đi coi có cá không mà rốt cuộc là không có cá. Biển thì rất là đẹp. Hôm nay sẽ quay cho mọi người coi con sò xanh. Bây giờ nó quá chừng quá sức luôn nè, mà nó hơi nhỏ chờ. Đó, mọi người thấy không, biển nè. Hôm nay biển cũng rất là đẹp ha, cũng hơi lạnh chút. Đó, cái anh đằng kia đang ăn sushi kìa, chị nhỏ chỉ đang đi kiếm cái gì đó. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi con sò xanh. Bây giờ mình phải leo xuống đây nè. Có cái móc nè, móc lên cho mọi người coi. Không biết năm nay có ăn được con sò này không nha. Đây. Mọi người thấy không nè, về không nè. Đây mọi người thấy không nè, nước có rớt xuống, nước đang lên. Mình sẽ quay cho mọi người coi con sò xanh. Nào hả, quá chừng luôn. Về luôn. Mà nó không có bự nha, về qua tới bên kia luôn á. Qua tới bên đó đó, để mình xung lại cho mọi người coi nè. Đó, xung lại. Thank you.
Đây, nó nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà con này cũng bự nha mọi người, từ từ nó sẽ bự, hiện tại bây giờ thì nó nhỏ.